Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về nó, so sánh những cái chiếc wristwatch đến từ ba cái nhãn số từ Nhật Bản, đó là Seiko, Seasons và Orange Star. Những cái chiếc đồng hồ này thì được xem như là những cái mẫu đồng hồ thanh lịch của họ trong cái phân khúc giá nó khoảng từ trên 10 triệu một chút. Thì những chiếc đồng hồ này nó có những cái điểm giống nhau là đều được thiết kế theo một cách wristwatch, bộ kim dolphin, và một trong những cái chi tiết mình vô cùng thích đó chính là cái mặt kính được màu cong. Và bây giờ mời các bạn bắt đầu video. Cái đầu tiên thì mình sẽ nói qua về cái phần ngoại hình tổng quan và thông số kỹ thuật của cả ba mẫu đồng hồ này. Với Orient thì mình thấy đây sẽ là một cái sản phẩm dành cho những cái bạn có cái cổ tay nhỏ giống như mình. Khi cái đường kính mặt số của sản phẩm này sẽ là 38.5mm, cùng với đó là cái độ dày 13.1mm. Tiếp theo sẽ là mẫu Seiko Cocktail với cái đường kính mặt số ở mức 40.5mm và độ dày 11.8mm. Và cuối cùng, Seasons Casio 64. Đây sẽ là một cái mẫu đồng hồ mà mình thấy nó có cái đường kính nó ngoài cỡ nhất khi mà cái đường kính mặt số của mẫu đồng hồ này là 41mm và độ dày 12.6mm. Nhìn về phần tổng quan thì theo mình đánh giá, Seiko sẽ cung cấp cho người dùng một cái mẫu đồng hồ nó được xem như là nó vừa phải và nó dễ dàng tiếp cận hơn với nhiều người dùng. Thì sau nhiều năm mà Seiko đã phát triển những cái dòng cocktail của mình thì như các bạn thấy ở đây cũng là một cái dòng cocktail mới của họ. Thì cái mẫu này sẽ có cái đường kính mặt số rồi nó nhỏ hơn, phù hợp hơn với nhiều người. Hai sản phẩm còn lại đến từ Seasons và Seiko thì sẽ dành cho các bạn có cái chu vi cổ tay nó sẽ xê dịch cái khoảng dao động từ 14.5 tới 17cm. Cả ba mẫu đồng hồ trong video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn thì đều sẽ có cái mức chống nước là 5 ATM. Seiko Cocktail sẽ là cái dòng đồng hồ đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn. Đây được xem như là một cái mẫu đồng hồ nó khai sinh ra cái dòng đồng hồ wristwatch trong cái tầm khoảng trên 10 triệu trong một vài năm trở lại đây. Thì như các bạn có thể biết thì cái dòng Seiko Cocktail này, cái mẫu mà nó được ra mắt lần đầu tiên thế giới á, thì nó rơi vào khoảng năm 2010 nữa mình nhớ không lầm. Thì cái lúc bấy giờ thì cổ máy nó sử dụng sẽ là cái cổ máy 6R. Tuy nhiên thì Seiko muốn nó tiếp cận dễ dàng hơn với người dùng ở phân khúc phổ thông khi mang lại cái bộ máy 4R trên mẫu hồ này. Thì nó đã có khá nhiều phiên bản sử dụng các bộ máy khác nhau, cùng với đó là cái cải tiến đến từ mặt dial của những chiếc đồng hồ cocktail. Như các bạn thể thấy đây sẽ là một trong những cái chiếc đồng hồ xem là mới nhất của cocktail. Nó kết hợp giữa cái gì được xem như là truyền thống của Seiko, cùng với đó là những cái cọc số được làm dưới dạng Arabic, một trong những cái thiết kế vô cùng mới của Seiko Cocktail. Đầu tiên mà để nói về dial của những chiếc đồng hồ này thì về phần mặt số, khi bạn đã là một người có đam mê với những cái cổ máy thời gian hay là sử dụng qua một vài cái sản phẩm cao cấp thì bạn hoàn toàn có thể nhận định rằng Seiko sẽ luôn là một nhà sản xuất tạo ra những cái phần dial tốt nhất trong cùng tầm giá so với các cái hãng còn lại trên toàn thế giới luôn. Và khi nhìn vào mặt dial của mẫu đồng hồ này thì có thể thấy cái điều mình nói là đúng, khi mà các cái vân 3D của nó lợp in nổi hoàn toàn trên phần mặt số, cùng với đó là các cục kim và cọc được hoàn thiện. Tuy trong series của ba mẫu đồng hồ ngày hôm nay thì cái phần cọc số của nó đều được làm cắt kim cương, bên cạnh đó là một kim dolphin vô cùng đặc trưng của những chiếc wristwatch. Tuy nhiên nếu như mà các bạn có những cái cảnh mắt cô thì bạn sẽ thấy thì cái bộ kim và cọc số của những cái chiếc cocktail như mình đang cầm trên tay ngay lúc này hay là một cái chiếc cocktail mới của Seiko thì họ luôn là cái nhà sản xuất tạo ra những cái loại vân trên mặt số vô cùng đặc biệt và luôn luôn khác biệt so với những cái hãng còn lại. Thì với cái mẫu đồng hồ mình đang cầm trên tay là cái dòng đồng hồ được xem như là signature nhất của họ, thì khi cầm ra tay mẫu đồng hồ này và khi người dùng nghiêng nó với các cái điều kiện ánh sáng khác nhau thì các bạn có thể thấy cái khả năng biến đổi màu sắc của mẫu đồng hồ này từ trắng chuyển sang xanh, xanh blue, xanh nước biển thì nó cực kỳ thú vị. Và đây cũng là một trong những cái chi tiết đặc biệt nhất của chiếc đồng hồ này, và đây sẽ là một cái chi tiết nó thu hút mình ngay từ lần đầu tiên được sử dụng cái mẫu đồng hồ Seiko. Tuy là không được trang bị kính sapphire, tuy nhiên thì Seiko nói chung và cả những cái dòng đồng hồ trong video hôm nay thì Seiko luôn giữ được cái signature của mình khi mà trang bị cho mẫu đồng hồ này cái lớp kính Hollex Crystal, một trong những cái lớp kính được xem như là nó tốt hơn những loại kính cứng, kính cường lực ở thời điểm hiện tại. Cùng với đó, cái độ cứng trên thang điểm mod của Hollex sẽ luôn là 7.5 thay vì từ 6.7 so với những cái loại kính thông thường. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc đồng hồ Orange Star. Các chi tiết trên mặt dial này cũng khá là tương đồng với cái mẫu cocktail mình vừa giới thiệu. Tuy nhiên thì đây sẽ là chiếc đồng hồ duy nhất trong video ngày hôm nay có thêm trên cái mặt số một cái tính năng chính là Power Reserve, hiển thị lượng năng lượng còn lại như các bạn có thể thấy. Mà cái lượng năng lượng này sau khi mà
người dùng sử dụng thì nó sẽ trôi dần từ 40 về 0, một trong những tính năng mà mình thấy khá là hữu dụng trên những cái chiếc đồng hồ ở thời điểm hiện tại, vì các bạn có thể theo dõi được thời gian còn lại để các bạn có thể lên code một cách chủ động hơn. Phần case của mẫu đồng hồ này cũng được Orange hoàn thiện khá là tốt khi mà họ đánh bóng tất cả các cạnh bên, tạo cho cái chiếc đồng hồ này một cái điểm nhấn vô cùng tốt. Tuy nhiên thì theo mình thấy á, với cái mặt dial được làm chạy tia dưới dạng off-white, nó lại đi kết hợp với một cái case có phần nó hơi bóng như thế này thì mình thấy nó không phù hợp lắm đó. Nhưng mà Orange Star tinh tế hơn, họ có thể sử dụng một cái chiếc đồng hồ có cái phần case được đánh nhám một tí thì nó sẽ phù hợp và cũng như là nó dễ dùng hơn với người dùng ở thời điểm hiện tại. Cũng giống như là Orange và Seiko thì Seizure đã giới thiệu với người dùng một cái mẫu đồng hồ mang hơi hướng dress watch với cái mặt kính cong sở hữu các cái chi tiết bên trong mặt số khá là tương đồng. Tuy nhiên một điểm mà anh thấy nó là mất cái nét cuốn hút đi đến từ những cái chiếc dress watch mà đã xuất hiện trên cái dòng của CO64 này của Seizure đó chính là bộ lum trên mặt dial. Về cơ bản đây không phải là một cái tính năng vô dụng như các bạn thể biết, bạn sẽ có thể thấy nó khá là hữu ích trong cái việc là quan sát thời gian trong môi trường thiếu sáng. Tuy nhiên thì cái việc này sẽ không có thường xuyên xảy ra nếu như bạn sử dụng một chiếc dress watch. Theo mình thấy thì đây sẽ là một trong những cái khuyết điểm và một trong những cái yếu điểm của cái chiếc CO64 này khi so với những cái chiếc dress watch truyền thống đến từ Seiko hoặc là Orange Star. Bây giờ thì mình sẽ nói qua về cái phần bộ máy bên trong. Thì cả ba mẫu đồng hồ này đều sử dụng các bộ máy có cái thông số kỹ thuật khá là tương đồng với nhau, như là sai số khoảng cộng trừ 20 giây mỗi ngày, tần số dao động ở mức 21.600 VBH và thời gian tích có là 40 giờ. Và các cái chiếc đồng hồ trong video hôm nay đều sẽ được trang bị các tính năng được kèm như là hacking stop, dừng kim giây khi chỉnh giờ, hay là hand winding mình có bằng tay. Cả ba mẫu đồng hồ hôm nay á, thì để so sánh về cái phần hoàn thiện của bộ máy, mình nghĩ Seizure sẽ là cái hãng làm tốt nhất khi mà để mình cho các bạn xem bộ máy của chiếc đồng hồ này. Khi mà các bạn nhìn vào cái bộ máy này á, thì các bạn có thể thấy thay vì những cái chi tiết khác như là người ta chỉ mài sơ thôi như Seiko, hay là người ta chỉ tạo xước trên cái phần càng máy á, thì Seizure đã tạo cho nó khá là nhiều lớp vân và mình thấy nó cũng khá là đẹp. Bên cạnh đó là những con ốc được sơn xanh thông thường thôi, tuy nhiên thì mình thấy đây cũng sẽ là một cái chi tiết làm nổi bật hơn cái bộ máy bên trong. Tuy nhiên có một cái điểm yếu trên cái bộ máy 8210 này của Seizure đó chính là cái tính năng automatic của nó chỉ có thể lên có được một chiều mà thôi. Vì thế thì khả năng tích có của mẫu đồng hồ này có phần nó sẽ yếu thế hơn cái chiếc đồng hồ Orange Star hoặc là Seiko. Về phần bộ máy á, thì Seiko sẽ mang lại cho mọi người dùng một cái bộ máy nó khá là vừa đủ, 4G35. Theo cảm nhận của mình á, thì đây là một cái bộ máy nó có thể hoạt động hàng ngày trong môi trường sử dụng của các bạn, từ cái khả năng tích có, khả năng lên có tay, cũng như là cái độ bền bỉ và cái khả năng vận hành vô cùng vượt trội của bộ máy này sẽ giúp cho người dùng có được một cái bộ máy nó, tuy là nó không có quá nhiều cái sự tỉ mỉ hay là các cái tính năng đặc biệt trên những cái bộ máy cơ mang lại khác. Với cái tính năng của cái mẫu đồng hồ này chỉ là 3 kim một lịch đơn giản, thì với mẫu đồng hồ này thì Seiko sẽ không có thiết kế cho các bạn để các bạn chú ý quá nhiều vào cái phần bộ máy bên trong. Các bạn vẫn có thể xem được cái phần bộ máy của nó thông qua cái phần case back ở sau như thế này. Tuy nhiên thì đây sẽ là một cái chi tiết giúp giảm cái giá thành của những cái chiếc Seiko Presale này lại. Tại vì theo mình thấy với những cái mức giá ở những cái mẫu đồng hồ nó tương tự trong cùng phân khúc như là Orange Star hoặc là Seizure á, những gì mà Seiko mang lại trên cái phần dial sen là đã quá cao cấp rồi. Vì thế thì những cái phần không có quá chi tiết như là phần bullish hay là phần đánh bóng bộ máy, cùng với đó là cái bộ dây của những chiếc đồng hồ của Seiko á, thì luôn được cho là một trong những cái điểm mà người ta làm khá là yếu hơn so với các cái hãng còn lại. Và để so sánh độ hoàn thiện của bộ máy của ba mẫu đồng hồ trong video hôm nay thì mình nghĩ Seizure sẽ là cái bộ máy mà mình thiết kế đẹp nhất. Orange Star sẽ là một trong những cái bộ máy có cái tính năng cũng như là cái khả năng vận hành nó tốt nhất. Cùng với đó thì nếu như mà các bạn nhìn qua mẫu Seiko Cocktail này á, thì bạn sẽ thấy đây sẽ là một trong những bộ máy có khả năng hoạt động xe như là bền bỉ cũng như là những cơ chế vận hành nó tối ưu nhất. Và để đánh giá về cái phần bộ dây và khóa của cả ba mẫu đồng hồ này thì mình sẽ nghĩ Orange Star sẽ là cái hãng làm tốt nhất. Khi mà một cách thẳng thắn thì ba mẫu đồng hồ trong video này đều sẽ sử dụng dây da bò. Tuy nhiên thì với Orange Star và Seizure thì họ sẽ làm cái phần bề mặt nó mờ đi và sẽ dọc vân K6 lên trên thay vì là được làm bóng như Seiko. Và trên thực tế trong cái quá trình sử dụng chiếc đồng hồ này thì thực tế mình cũng đã có một cái chiếc Seiko Cocktail như thế này, và mình sử dụng nó theo mình cảm nhận những cái
chiếc đồng hồ Seiko nói chung á, thì bộ dây của nó từ dây da đến dây kim loại thì Seiko làm không có tốt được nhiều các cái hãng khác. Vì thế thì nếu như mà bạn muốn sử dụng một cái chiếc đồng hồ Seiko mà cho nó bền thì mình nghĩ các bạn nên mua một cái bộ dây da handmade đi kèm. Trở lại với vấn đề trong video hôm nay, thì đối với Seiko và Seasons thì họ sẽ sử dụng những cái mẫu đồng hồ được làm từ cái phần khóa là khóa bướm. Với cái phần khóa này á, thì nó sẽ giúp cho người dùng có thể bảo vệ được cái bộ dây của mình tốt hơn. Tuy nhiên thì với Orange Star thì người dùng sẽ chỉ có được một cái bộ khóa kim thông thường mà thôi. Một trong những cái điểm trừ xem là khá là lớn của cái mẫu hồ này. Vì thế nếu như mà các bạn muốn một cái sự bền bỉ đậm chắc thì các bạn nên chọn những cái chiếc đồng hồ sử dụng khóa bướm như trên mẫu hồ Season này. Còn nếu như mà các bạn cảm thấy muốn tìm một cái điều gì đó nó cổ điển thì khóa kim sẽ là một cái option mà mình nghĩ sẽ tốt cho các bạn. Thì để điểm lại video này thì trong ba cái dòng đồng hồ mà giới thiệu với các bạn trong video ngày hôm nay á, thì theo mình nghĩ Seiko Cocktail vẫn sẽ là một cái dòng đồng hồ nó vô cùng signature và nó vô cùng phù hợp với người dùng phổ thông ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo đó, nếu như mà các bạn muốn tìm một cái điều gì đó nó mới mẻ hơn thì Season của Seiko 64 sẽ là option cho các bạn. Còn nếu như mà bạn thích sự cổ điển thì hãy đến với Orange Star. Ok, và đó là những gì muốn gửi đến các bạn trong video này. Thì các bạn thấy nó như thế nào thì các bạn hãy comment ở dưới để mình được biết. Cùng với đó, nếu như mà bạn thấy video này hãy like, share cũng như subscribe cho kênh YouTube để chúng mình có nhiều động lực hơn để tạo các video mới cho các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.